Thưa quý vị, thiếu thốn đủ thứ về cả phương tiện cứu hộ và con người là thực trạng mà ngành đường sắt Việt Nam đang gặp phải. Những yếu kém này đã tồn tại một thời gian dài mà không thể khắc phục. Hậu quả thì rõ ràng, mất thời gian của hành khách và các đối tượng liên quan. Mạng lưới đường sắt sau mỗi vụ tai nạn thì bị ách tắc trong nhiều giờ, gây tổn thất kinh tế cho không chỉ ngành đường sắt. Ngày 24 tháng 12 năm 2015, tại Phú Xuyên, Hà Nội, tàu khách du lịch NA2 đã đâm vào một chiếc ô tô tải chở đá mang biển kiểm soát 29L35430, đi từ quốc lộ 1A vào đường ngang do địa phương cảnh giới. Vụ tai nạn khiến lái xe tải và lái tàu bị thương nặng, cùng rất nhiều thiệt hại về tài sản. Thiệt hại như vậy là một cái đầu máy thì quay ngang và chật bánh một giá chuyển xe gồm 20 xe gách. Do là tai nạn rất là nặng và đường ngang thì là địa phương là gác từ 5 giờ đến 21 giờ. Lái ô tô là bị thương thì tổ tàu đã đưa đi cấp cứu. Điều đáng nói, lực lượng cứu hộ phán đoán xử lý hiện trường rất chậm, phương tiện cứu hộ không đủ và không đồng bộ nên không cẩu được đầu máy tàu hỏa. Đường sắt Bắc Nam bị ách tắc 12 giờ, mức thiệt hại vì thế cũng tăng lên. Trước đó, ngày 13 tháng 3 năm 2015, đoàn tàu chạy hướng Bắc Nam khi đi qua huyện Hải Lăng, Quảng Trị đã đâm phải một xe tải mang biển kiểm soát 75R00185 chở sỏi đang chạy ngang qua đường ray. Vụ tai nạn giao thông khiến đầu máy xe lửa đứt lìa, ba toa trượt khỏi đường ray, lái tàu tử vong. 24 giờ sau vụ tai nạn giao thông, tàu SE5 tại Hải Lăng, Quảng Trị, đường sắt qua khu vực này mới được thông tuyến. Nguyên nhân chậm trễ là vì chiếc cầu cứu hộ chuyên dụng của đường sắt bị hỏng và đổ ra đường ray. Tai nạn đường sắt tuy không nhiều nhưng nó lại gây hậu quả rất lớn. Thiệt hại trong tai nạn giao thông đường sắt gồm con người, nguy cơ chết nhiều người, hư hỏng phương tiện, ách tắc trên tuyến, xô lệch biểu đồ chạy tàu, thuê phương tiện đường bộ, chuyển tải hành khách, thuê thiết bị cứu hộ đường sắt, kinh phí sửa chữa hạ tầng đường sắt sau tai nạn. Về công tác cứu hộ, cứu nạn cứu hộ thì chúng ta phải nói đến thời gian. Thời gian thì nó sẽ được đánh đổi bằng các cái đầu tư. Thứ nhất là về con người, thứ hai là về trang thiết bị và cái thứ ba rất quan trọng đó là cái công tác tổ chức. Cứu hộ đường sắt rất phức tạp nhưng chẳng khác nào tay không bắt giặc. Cả nước có hơn 3.100 km đường sắt nhưng chỉ có 7 đội cứu hộ với hơn 80 nhân viên, không được đào tạo về chuyên môn, phương tiện cứu hộ thô sơ. Cầu hạng nặng, hàng trăm tấn ấy, thì chúng ta chỉ có hiện nay có 3 cái, 2 cái đặt ở Hà Nội và 1 cái đặt ở Đà Nẵng. Tất nhiên là khi mà có nó ở những cái vị trí xa mà cần phải có đưa cái lực lượng cứu hộ hạng nặng vào thì cái cầu nó phải di chuyển. Mạng lưới đường sắt trải khắp cả nước nhưng cầu cứu hộ chỉ có 3 chiếc đặt tại 3 tỉnh. Do đó, tai nạn đường sắt xảy ra sẽ phát sinh vấn đề thuê cầu, chờ đợi, cầu không đồng bộ, kéo dài thời gian cứu hộ. Yếu kém, chậm trễ trong cứu hộ đường sắt gây hệ quả là không chỉ ngành đường sắt thiệt hại nặng nề mà người dân và xã hội cũng thiệt thòi không nhỏ.